xin chào các anh chị ạ. Ôi, Quỳnh Nhi đi đâu đấy mà vali lớn này rồi là thùng xốp thế này? Là hôm nay con đi về quê. Về quê á? Vâng. Về quê nào? Về quê ông bà ngoại. Ủa, về quê ông bà ngoại luôn, thích thế. Thế đang làm gì đấy? Đang đứng đây để làm gì mà chưa về? Là để chờ xe. Để chờ xe hả? Vâng. Ủa, bố đâu? Chiếc xe máy ra đây rồi. Bố chở con ra đây xong bố về rồi hả? Nhưng mà tí nữa lại ra đây. Các anh chị ơi, các anh chị ai ở Nghệ An thì chuẩn bị đến nhà em Quỳnh Nhi chơi với em Quỳnh Nhi nha. Em Quỳnh Nhi sắp về Nghệ An rồi nè. Đúng không? Vâng ạ. Ok, đây đang đợi xe các bạn ơi, và đang đợi bố Hùng nữa. Đây là gương mặt của Quỳnh Nhi trong lúc đợi xe này. Ở ngoài này nóng ơi là nóng luôn nhờ. Em Quỳnh Nhi đổ mồ hôi đi nhiều này. Ơi. Thế sao bố lâu thế? Bố á. Bố em Quỳnh Nhi là chở hai mẹ con ra đây trước, xong rồi về cắt xe, xong rồi lại đi bộ ra đây nên là hơi lâu. Không? Hả, đi bộ á? Vâng. Cả nhà em Quỳnh Nhi về Nghệ An bằng xe khách mà, nên là bố phải đi bộ ra đây chứ. Vâng, bố phải để xe ở nhà hả? Tất nhiên rồi con, chẳng lẽ là mình đi xe máy về? Mình đi xe máy về đi. Rồi, đi lâu lắm. Ta sẽ đi xe khách về nhá. Vâng ạ. Ừ. Cả nhà em Quỳnh Nhi sẽ cố gắng mua một cái xe ô tô nhờ. Vâng. Để lúc nào về quê nội quê ngoại thì cho đỡ vất vả đúng không? Vâng ạ. Mình xe là con đề nắng. Chè vào tối rồi còn che cái gì nữa? Vậy con che đi, che như này đi. Đấy. Ôi. Bây giờ mới có 8 giờ các bạn ơi, mà xe thì tầm 9 rưỡi mới chạy mà. Nên đây là... mẹ, các anh chị xem này. Tầm 9 rưỡi mới có xe nên là cả nhà Quỳnh Nhi cứ tung tăng thôi đúng không? Tung tăng, tung. Trời ơi, vừa bị kẹt tay vào trong cái vali nè. Trời ơi. À, bố Hùng bé rồi. Bố Hùng bé rồi. Chào các bạn nha. Chào các bạn đây, bố Hùng vất vả đi mấy chuyến nữa rồi. Đấy, hai mẹ con gọi xe chưa? Hai mẹ con gọi xe rồi, đang đợi xe. Em Quỳnh Nhi nãy giờ tưởng là mẹ Hằng cho bố Hùng ở nhà nên là cứ buồn. Đừng bố ở nhà chứ. Dạ. Bố ở nhà đâu, bố phải về cùng hai mẹ con chứ. Tí nữa thì bố Hùng ở đây một mình. Sao mẹ bảo là bố ở nhà cơ mà. Mẹ treo thế thôi. Xe đến rồi đây và bố Hùng lại về. Đấy, ngày hôm nay thì gia đình Quỳnh Nhi trải nghiệm đi xe điện của VinFast xem thế nào nhá. Đây, Quỳnh Nhi lên xe đi. À, Nhi ơi. Dạ, vịt. Quỳnh làm gì đây? Con vịt này các anh chị ơi. Em Quỳnh Nhi là con vịt. Có xe rồi đây này. Vâng. Chuẩn bị lên xe. Lên xe luôn đi. Lên xe nhưng mà các bác đang xếp hàng đã. Các bạn ơi, có xe rồi. Đợi tí nữa thì người mới được lên. Vâng. Ừ. Đóng cửa rồi này. Vâng, bao giờ cửa mở thì mới được lên. Quỳnh Nhi đi xe này mấy lần rồi? Con đi xe này mấy lần rồi. Con mấy lần rồi. Quên rồi. Ừ, em Quỳnh Nhi đi hơi bị nhiều rồi đó. Nhờ. Dạ. Xe này là xe giường nằm các anh chị ạ. Nhưng mà giường nó rộng ấy. Xong rồi hai mẹ con Quỳnh Nhi sẽ nằm một giường và bố Hùng sẽ nằm một giường nhá. Nhi ơi, mình sắp về bà ngoại rồi nhá. Vâng, xe buýt. Đây, xe giường nằm. Xe giường nằm. Xe VIP. Xe VIP là gì? Xe VIP. Xe VIP là gì? VIP là cái VIP. Cái giường nó to ấy, hai mẹ con nằm một giường, con bố nằm một giường. Vâng. Ừ. Nhưng mà nằm cùng nhau được mà. Ba người làm sao mà nằm cùng nhau được, chỉ con với mẹ thôi. Con. Thôi, bây giờ mình lên xe nha. Ok. Lên xe. Ok. Bây giờ là lên xe thôi. Sao đây? Con chưa làm quen được mùi. Con chưa làm quen được mùi á? Xe này làm gì có mùi đâu. Có. Em Quỳnh Nhi sợ say xe các anh chị ạ. Ôi dồi ôi, khẩu trang em đâu? Con đưa cho mẹ rồi. Thôi được rồi, tí nữa lên xe rồi mẹ ấy cho. Tí nữa là quen thôi mà, em Quỳnh Nhi á, lên xe cũng mà ngủ say tít mò. Phải không? Ngủ say tít mò đến nhà bà ngoại luôn thì tí nữa thì mẹ... Lên xe là ngủ say như vậy nhá. Mẹ mà... Mẹ mà không gọi thì em Quỳnh Nhi ngủ đến điểm cuối luôn ý. Lên xe đây là phải cởi dép đã, đang đợi mọi người cởi dép cho mình lên nhá. Mua vé rồi đây nè.
Các anh chị đã đi xe giường nằm như thế này bao giờ chưa? Nhưng mà từ Hà Nội về Nghệ An thì là rất là dài, rất là xa luôn, nên là cả nhà Quỳnh Nhi đi xe giường nằm quen rồi nhờ. Vâng ạ. Nhưng mà con chưa quen được mùi. Con đi xe giường nằm. Anh chị ơi, em lên xe rồi, em sẽ để nước ở đây. Em sẽ bật đèn nhé. Em sẽ bật đèn nhá. Yeah, sáng thế. Đẹp chưa này? Ở đây là đèn nào? Cái gì vậy? Wow, đây này. Đấy, giường này thì rất là rộng luôn các anh chị. Mẹ ơi, mẹ đọc cái chữ này đi. LCD. LCD ở đâu? Để nghe nhạc hay sao ấy? Hay là TV? Không phải. Rồi. Ý, cái xe này. À đây, bây giờ muốn... Đây, Nhi ngồi dậy để mẹ cho cái giường này nó nằm lên một tí. Ở đâu nhỉ, bố Hồng nhỉ? Đây. Ở đây này. À, không phải đây. Kéo lên. Đây là cái công tác kéo lên. Đấy, được chưa? Ok, tầm này đi. Đấy, được rồi. Uầy, đó, thế là nằm ngủ một giấc xong sẽ sáng mai sẽ làm về quê. Ơ sáng mai đâu tí nữa mà. Mấy tiếng là về đến nhà luôn. Bye bye Hà Nội. Bye bye Hà Nội. Đây, điều hòa này. Bắc Giang đâu mà Bắc Giang. Đây mình đang bắt đầu đi ra Hà Nội. Được chưa? Nào, Quỳnh Nhi tắt đèn đi ngủ nè. Cái đèn đi ngủ đâu? Quỳnh Nhi. Dạ. Em có thoải mái không con? Có ạ. Đâu? Ui, em Quỳnh Nhi đang nghịch cái gì này? Tí nữa đi ngủ thì tắt đèn đi ngủ nha. Có thích không? Có ạ, con thích lắm. Nhưng mà con nhớ Hà Nội. Nhớ Hà Nội thế thôi. Quỳnh Nhi ở lại đây đi để bố với mẹ về bà ngoại thôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Đây, xe này thì chúng ta sẽ kéo cái rèm này lại nhá. Đấy, kéo cái rèm này lại thì sẽ rất là riêng tư luôn. Hai mẹ con ngủ trong này nhỉ? Vâng, bố ngủ một mình. Bố Hùng ngủ một mình ở giường khác rồi. Ở bên kia. Bên thế kia Quỳnh Nhi, em Quỳnh Nhi đã quen cái mùi chưa? Ở đây thì có cả TV nữa nè. Nhưng mà không biết mở ở đâu. Nhưng mà không biết mở ở đâu. Đây, mẹ con nằm đi. Rất là dài luôn. Ở dưới này thì để giày dép này. Nhưng mà mẹ về đi, mẹ có biết mở TV không? Mẹ không biết mở TV. Ở đây có mấy cái nút điều khiển đây. Nhưng mà mẹ không biết mở ở đâu cả. Cái này là cái gì? LCD chắc là đầu đĩa hay là gì đấy thôi. Đầu đĩa? Vâng, mẹ không biết mở con ạ. Thôi, mình đi về thì mình đi ngủ thôi chứ ai xem tivi trên xe. Xem tivi là say xe đó. LCD là mở tên tivi à? Hình như thế, mẹ cũng không biết được. Hay các anh ở sau này có đèn hết, em Quỳnh Nhi tí nữa tắt đèn này. Đây, đường phố Hà Nội nè. Bye bye. Bye bye. Ở đây thì có cái rèm này, tí nữa Quỳnh Nhi ngủ mẹ sẽ kéo rèm xuống nha. Vâng. Đấy, chả khác gì là một ngôi nhà đúng không? Mẹ kéo luôn đi, để mình đi ngủ đi. Đi ngủ luôn á hả? Vâng ạ. Ok, để mẹ kéo nha. Đây, kéo rèm tên tên. Đó, thế là tối rồi, ngủ luôn. Tắt đèn đi con. Vâng ạ. Hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai nhá. Em Quỳnh Nhi dậy, em Quỳnh Nhi về đến nhà bà ngoại. Em Quỳnh Nhi sẽ lại quay tiếp nha. Ok, em tắt đèn đây. Wow, tối quá rồi. À, đâu rồi, mày quay đâu rồi. Các bạn ơi, mình đến rồi đây này. Đến nhà rồi các bạn ơi. Đây, vali nè. Mình Nhi vẫn đang buồn ngủ các bạn ạ. Ôi, xuống cái là chó sủa ầm ầm rồi các bạn ơi. Đây, em Quỳnh Nhi thì vẫn đang buồn ngủ nè. Từ chỗ xuống xe vào nhà ông bà ngoại chắc 50 mét, mấy mét đây anh nhỉ? 50 mét. Chó sủa. Em Quỳnh Nhi tay cầm hai chai nước. Đây rồi, Quỳnh Nhi gọi ông bà dậy mở cửa đi. Em chào các anh chị ạ. Xin chào tất cả các bạn nha. Sau một đêm mà di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An thì bây giờ nhà Quỳnh Nhi mới bình minh này các bạn ơi. Tại vì hôm qua về đến nhà là 3 giờ sáng nên là hôm nay 8 giờ mới bình minh đúng không? Vâng ạ. Ok, thế Quỳnh Nhi mang cái thùng gì về cho ông bà ngoại đây? Con mang thùng đồ ăn. Thùng đồ ăn á. Bây giờ thì Quỳnh Nhi sẽ unbox cái thùng này ra để xem là
Quỳnh Nhi mang cái gì về cho ông bà ngoại nhá. Vâng ạ. Ok, 1, 2, 3. Ủa, đồ ăn đâu? Đây. Đây à, đây là đồ nghề của bố Hồng mà. Đây nữa. Đây là gì con? Đây là bánh gạo à? Đây là bánh gạo. Cái này mang về cho con hay cho ông bà ngoại? Cái này cho ông bà ngoại hả? Cái này là mang giày cao gót về cho Quỳnh Nhi đi ăn cỗ các bạn ạ. Vâng ạ. Còn đây là đồ nghề của mẹ Hằng. Đây nè. Tên tên tên. Đấy là đồ ăn của ông bà ngoại. Với cả đồ ăn ông bà ngoại. Ông bà ngoại, ông bà ngoại. Nhiều ông thế thì ngoại. Quỳnh Nhi đừng có ăn nhá. Chỉ để cho ông bà ngoại thôi nhá. Cho ông có ăn cùng với. Đây Quỳnh Nhi mua một túi mận này. Đây là quà tích điện. Quà tích điện này. Rồi, tên tên tên. Yeah, rất là nhiều vải luôn, đúng không? Nhà ông bà ngoại của Quỳnh Nhi thì không có vải đâu. Vải xin chào các bạn nha. Vải xin chào các bạn nha. Ngoài ra còn có thêm là xoài và dưa hấu nữa. Đây, mẹ tiện ơi. Xe mang về nên là... Mẹ ơi, con bảo quả dưa hấu chín chưa? Dưa hấu này người bán bảo là chín rồi. Như mẹ... nào? Hay là tí nó xem... Một con gì con thấy ấy. Con gì? Con gì? À, Quỳnh Nhi thấy một con gì ở nhà ông bà ngoại ấy. Đâu Quỳnh Nhi, cho mẹ xem nào. Vâng. Ok, cho cả các anh chị xem nữa nhá. Đâu nào? À, đây hả? Vâng. Đây là con gì? Đây là con... Con trai. Con trai. Mẹ cầm mẹ nào, con, mẹ. Một con, một con siêu cho con. Đâu để xem con nào to nhất. Quỳnh Nhi đấy, Quỳnh Nhi thấy con này bao giờ chưa? Chưa hả? Đây là con trai đó các anh chị ơi. Mẹ mở miệng nó đi. To chưa? Đâu xem nào. Wow, to gần bằng mặt Quỳnh Nhi rồi các anh chị ạ. À. Mẹ ơi, con thấy cái con đấy mùi. Mùi hả? Mùi hơi tanh tanh mà. Không biết là ông bà ngoại sẽ nấu món gì cho Quỳnh Nhi ăn đây nhỉ? Hay món cháo. Cháo trai hả? Cháo trai. À, tại vì Quỳnh Nhi chỉ nghe đến là cháo trai thôi chứ chưa bao giờ được ăn cháo cả, đúng không? Vâng. Thế về bảo bà nấu nhá. Có ăn cháo rồi mà. Nhưng mà đã ăn cháo trai đâu? Rồi. Rồi hả? Ăn chưa? Ơi ơi. Đây, nhiều quá là nhiều luôn. Quỳnh Nhi thử cầm một con đi. Này. À. Không cắn, con này nó đang nằm ở trong cái vỏ mà, nào thử cầm đi. Có cái cua ở trong đấy hả? Cua cua đâu mà chui vào trong này. Nào, nào mình mạnh dạn lên nào. Tí nữa thì ăn đấy, bây giờ lại sợ tí nữa thì ăn nhiều nhất luôn. Đấy. Đấy. Làm gì sợ đâu, làm gì cắn đâu đúng không? Ui giời ơi. Bình thường chắc các anh chị còn đi mò cái con này để bắt rồi đấy nhờ. Hằng cũng chưa bao giờ được ăn con này cả. Ê. Thôi để đây rồi rồi. À, hôm nào tí nữa chứ để xem là ông bà sẽ nấu món gì nhá. Vâng ạ. Ok, thế bây giờ Quỳnh Nhi chào các anh chị đi. Em chào các anh chị ạ. Chào các anh chị nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đón xem các clip vlog của gia đình Quỳnh Nhi ở Nghệ An nhá. Bye bye. Bye bye.